À, dạ, vâng, chào anh Tiền ạ. À, vâng, nhìn thấy tên anh là nhìn thấy tiền này. Để tên rất là hay. Vâng, thực ra là hôm nay cái chủ đề của lớp học hôm nay là một chủ đề rất là ý nghĩa. Ở đó cũng là rất là thiết thực đối với tất cả các anh chị khi tham gia đầu tư ở trên thị trường này. Vậy nên là mọi người vui lòng là chú ý vào tập trung vào lớp học để chúng ta tiếp thu kiến thức. Vì kiến thức này nó sẽ giúp cho các anh chị, uh, hỗ trợ các anh chị một cách rất tốt trong cái quá trình sau này khi các anh chị tham gia đầu tư ở trên thị trường. À vâng, chào chị Thanh Mai ạ. À vâng, vâng lớp học vẫn đang đợi chờ các nhà đầu tư khác. Hiện nay thì chị Thanh Mai vào thì chị uh, vui lòng kiểm tra luôn cái chất lượng âm thanh hình ảnh để tí nữa chúng ta bắt đầu lớp học uh, một cách tốt nhất. À, vâng, chào chị Lộc ạ. À. Vâng, rất hân hạnh có sự có mặt của chị Lộc ở trong lớp học nhé. Vâng, chị Lộc thì cũng là một nhà đầu tư đầu tư ở thị trường khá là lâu rồi. Nhưng mà mới đây thôi thì chị Lộc mới kết nối với DK, đến DKJ. Vâng. À vâng, chị Nguyệt Minh ạ. À. Vâng, xin chào chị mình chưa nghe thấy gì hết phải không ạ vâng thì có sẽ có các bạn hỗ trợ support kết nối với chị để um, gửi cho chị uh, để hỗ trợ chị là về cái chất lượng âm thanh ảnh luôn đấy ạ À, dạ vâng, chị Lộc bảo lần đầu tham gia lớp tài chính rất mong được giúp đỡ. À vâng ạ, vâng chị Lộc yên tâm là khi chị Lộc đến với chơi thì sẽ có những cái đội ngũ đầu tiên là từ các bạn support tư vấn rất là hùng hậu. Tiếp theo là những đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia cao cấp luôn sẵn sàng để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tham gia đầu tư thị trường một cách tốt nhất để giúp cho các anh chị là thu được cái lợi nhuận tốt nhất về cho mình à vâng chị Nguyệt Minh là cũng lần đầu à, à vâng hôm nay thì cái lớp học này thì có khá nhiều người mới bởi vì là tôi cũng trực tiếp là kết nối với một số anh chị đã qua mấy lần gọi uh, test gọi test uh, để uh, kiểm tra cái chất lượng các nhà đầu tư tham gia vào uh, đăng ký lớp học vâng thì uh, để đến với cái DKJ thì các anh chị uh, yên tâm là có rất là nhiều những cái sẽ có rất là nhiều những cái lớp học nhé đó dựa trên những cái chủ đề hay là những cái vấn đề mà các nhà đầu tư đang hướng tới nhiều nhất để đưa ra những cái chủ đề lớp học để hỗ trợ các nhà đầu tư, giúp các anh chị là hoàn thiện cho mình những cái kiến thức để tham gia đầu tư trên thị trường một cách tốt nhất. Vâng chúng ta có thể đợi uh, chờ thêm khoảng 5 phút nữa thì trong cái quá trình đợi chờ này thì các anh chị nào mới vào ấy, thì có ai có những cái thắc mắc gì thì có thể đưa ra câu hỏi luôn để tôi hỗ trợ giải đáp trực tiếp ở trên lớp luôn từ nãy đến giờ thì chắc là có một số anh chị là mới lần đầu tham gia lớp học nó còn ngại ngần nhưng mọi người cứ mạnh dạn đưa ra các câu hỏi đi để để cho dôn nguyên có thể hỗ trợ giải đáp cho các anh chị trong cái quá trình mọi người tham gia tìm hiểu thị trường này hay là tham gia đầu tư có vướng mắc và phải những cái vấn đề gì để được hỗ trợ thì các anh chị uh, chủ động đã đưa ra câu hỏi để tôi có thể hỗ trợ À, vâng ở đây có chị lộc thì đang đam mê về forex đúng không ạ vâng thì cái lớp học này hôm nay phân tích cơ bản thì là tập trung chủ yếu về bên cái thị trường cổ phiếu chứng khoán nhưng mà với cái kiến thức thị trường này thì nó cũng rất là hữu ích nên là các anh chị nào mà hiện nay là đang đam mê về forex thì mọi người vẫn có thể là tiếp thu thêm bởi vì là chúng ta khi chúng ta đầu tư thì cái chiến lược đó là đa dạng hóa sản phẩm đa dạng hóa các cái danh mục đầu tư luôn luôn là chiến lược hàng đầu cho các anh chị vậy nên là chỉ cần khi các anh chị tham gia đầu tư trên thị trường ấy với sản phẩm nào mang lại lợi nhuận thì các anh chúng ta sẽ hướng đến thôi đó với cái nguyên tắc của John Nguyễn là chỉ cần chúng ta đầu tư không cần biết vốn nhiều hay là ít nhưng quan trọng là các anh chị chúng ta đầu tư phải thu được lợi nhuận đó mới là cái nguyên tắc hàng đầu đó. có thể là forex có thể là hàng hóa như vàng dầu hay là có thể là cổ phiếu đó hay là những cái chỉ số chứng khoán đó. chỉ cần là chúng ta tham gia đầu tư có lợi nhuận thì chúng ta sẽ không bỏ qua được những cái sản phẩm đấy. Chỉ cần là nó là những sản phẩm tiềm năng thì chúng ta sẽ tham gia đầu tư. Vâng và hiện tại thì số lượng các nhà đầu tư tham gia cũng khá khá rồi. Vâng thì uh, bởi vì chúng ta vẫn còn uh, các, các cái video để lưu lại lớp học ấy, vậy nên là Dôn Nguyễn xin phép được bắt đầu lớp học luôn tại thời điểm này. Vâng thì trước khi bắt đầu vào lớp học thì uh, tôi xin uh, giới thiệu lại một lần nữa. Hiện tại tôi tên là Dôn Nguyễn, đó là tên chuyên gia. Tôi đang đảm nhiệm cái chức vụ đó là trưởng phòng kế hoạch đầu tư tại sàn chứng khoán quốc tế DKC. Vâng và hôm nay thì lớp học của chúng ta có chủ đề đó chính là phân tích cơ bản là gì hiểu nhanh về phân tích cơ bản vâng chắc hẳn ở đây thì khi các anh chị tham gia đầu tư ở trên thị trường đúng không ạ thì luôn luôn có một cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta hướng đến đó là gì ạ đó chính là chúng ta nên đầu tư vào cái sản phẩm nào và sản phẩm nào tiềm năng để chúng ta tham gia đầu tư đúng không ạ thì hôm nay thì lớp học của John Nguyễn sẽ giúp các anh chị có được cho mình những cái phương pháp để phân tích về thị trường để có thể là lựa chọn để đưa ra được cái xu hướng để tìm ra được cái sản phẩm tiềm năng để chúng ta tham gia đầu tư ở trên thị trường. Vâng. Đây, đây là chủ đề của lớp học. Vâng, đây là số điện thoại của tôi. Các anh chị nào mà muốn kết nối trực tiếp với tôi thì có thể là kết nối kết bạn Zalo qua số điện thoại này 0903 179 635. Vâng. Vâng và phân tích cơ bản là gì? Ưu điểm, nhược điểm của nó như thế nào? Và cách áp dụng cái phân tích cơ bản này vào cái kênh đầu tư vào cái thị trường để chúng ta tìm ra được cái sản phẩm tiềm năng như thế nào? thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung chính của lớp học ngày hôm nay vâng đầu tiên phân tích cơ bản là gì vâng phân tích cơ bản là một phương pháp phân tích tập trung vào các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và phát triển của một doanh nghiệp hay là một tập đoàn nào đó và ở trên phạm vi rộng hơn thì chúng ta có thể thực hiện phân tích cơ bản về các cái ngành công nghiệp các cái nền kinh tế hay là về chính trị xã hội các yếu tố là nó tác động đến những cái xu hướng phát triển của cái doanh nghiệp hay là tác động đến xu hướng đó là cung và cầu của các loại tiền tệ hay là hàng hóa nào đó. Đó đó chính là cái định nghĩa của phân tích cơ bản. Đó. Các anh chị có thể từ qua cái định nghĩa này chúng ta có thể hiểu ra đúng không ạ? Chúng ta sẽ phân tích về các cái yếu tố nó tác động đến cái sự tăng trưởng của các cái doanh nghiệp hay là các tập đoàn hay là phân tích các yếu tố rộng hơn là các yếu tố về chính trị xã hội ở bên ngoài nó ảnh hưởng như thế nào đó thì uh, ngày hôm nay thì chúng ta tập trung chủ yếu về phân tích các yếu tố nó ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hay các tập đoàn thôi bởi vì hôm nay thì rất uh, Nguyễn đi cái lớp tập trung chủ yếu về cái thị trường về chứng khoán và cổ phiếu đó còn hôm sau thì sẽ có một lớp để sẽ hỗ trợ các anh chị biết cách đó là phân tích cơ bản áp dụng được vào những cái biến động thị trường cái việc cung và cầu của các loại hàng hóa hay là tiền tệ nó ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ và thị trường hàng hóa Vâng. Và chúng ta có thể là sử dụng phân tích cơ bản để trả lời những cái câu hỏi nào đúng không ạ? Đây thì Dân Nguyễn có liệt kê ra một số câu hỏi cơ bản. Đầu tiên, doanh thu của công ty có tăng lên hay không đúng không ạ? Doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận bằng cách nào? Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp là gì? Đúng. Liệu doanh nghiệp có khả năng trả nợ không? Doanh nghiệp nào doanh nghiệp nào có đang nung nấu cái số liệu hay không? Nung nấu số liệu đây có nghĩa là họ xào nấu số liệu và đưa ra các con số ảo đấy các anh chị ạ. Vâng. Bởi vì là khi chúng ta đầu tư thì sẽ có một số các doanh nghiệp họ đưa ra các con số ảo để họ kích vốn. Để họ kích cái uh, tài sản vốn hóa của mình lên. Cũng như là cái uh, giá trị cổ phiếu lên làm nó đi ngược với cái giá trị thực. Đó. Vâng. Và còn rất là nhiều những cái câu hỏi khác mà chúng ta có thể là đặt ra. Khi chúng ta mà phân tích cơ bản sẽ hỗ trợ các anh chị giải thích những câu hỏi đó. Vâng. Và mục tiêu của tất cả câu hỏi đều là tập trung vào vấn đề gì? Mục tiêu của tất cả các câu hỏi đều tập trung vào một vấn đề. Đó chính là chúng ta có phân tích được ra cái xu hướng phát triển của một cái tập đoàn sắp tới. Đó, để chúng ta có đưa ra lựa chọn là nên, có nên mua hay sở hữu cái cổ phiếu của tập đoàn đó hay không. Đó, hay là để phân tích ra là các ngành nghề nào, đó các tập đoàn, các doanh nghiệp về cái ngành nghề nào nó đang phát triển và đang là cái tiềm năng để chúng ta tham gia đầu tư và nắm giữ. Vâng. Tiếp theo, nguyên tắc hướng hướng tiếp cận cơ bản của hướng tiếp cận của phân tích cơ bản. Vâng. Phân tích cơ bản thì nó liên quan đến các nhân tố tài chính, kinh doanh và cái triển vọng phát triển của doanh nghiệp như là doanh thu này, lợi nhuận này, nợ, thị phần này, chất lượng quản lý này, đúng không ạ? đây thì đều là những cái yếu tố mà tạo nên được một cái doanh nghiệp đúng không anh chị? Vâng, để chúng ta đánh giá được cái tình hình phát triển của các doanh nghiệp thì chúng ta luôn không thể thiếu được những cái yếu tố này, đó. Vâng, và từ những cái yếu tố này thì chúng ta đưa ra được hai cái yếu tố chính để chúng ta đưa ra hai cái xu hướng phân tích chính. Đầu tiên đó là cái định lượng và cái thứ hai là định tính. Và định lượng là gì? Định lượng là dùng để chúng ta đo lường đó những cái nguồn dữ liệu uh, lớn nhất ảnh hưởng trực tiếp đến các cái uh, tập đoàn và các doanh nghiệp hay là những cái báo cáo tài chính, những cái lợi nhuận hay là tài sản của cái tập đoàn đó. Đây là định lượng thì nó thể hiện bằng những cái con số gần như là thể hiện bằng những cái con số thật đó. Còn định tính, định tính thì nó dựa vào chất lượng hoặc là tính chất của các doanh nghiệp đó như uh, chất lượng quản trị, thương hiệu lợi thế cạnh tranh đấy thì cái định tính này nó sẽ ảnh hưởng thiên về cái vấn đề là xã hội và chính trị nhiều hơn. Đó còn cái định lượng thì nó sẽ là liên quan đến các con số. Nó đưa từ những cái này thì chúng ta có thể đưa ra những phân tích với một cái công ty hay là với một cái tập đoàn, đúng không ạ? Ví dụ như là qua những cái báo cáo tài chính để chúng ta xem rằng là cái doanh thu của cái công ty hay tập đoàn này trong quý vừa rồi nó có đạt hay là nó có đạt được cái mức nó dự báo hay không? hay nó chưa đạt được hay là nó đã vượt cái mức dự báo để từ đó chúng ta đưa ra được cái nhận định về một cái xu hướng phát triển của một tập đoàn đúng không ạ? Ví dụ là bây giờ là qua một cái quý hoạt động kinh doanh của một uh, công ty chẳng hạn. Đó nó, nó chưa đạt được cái doanh thu của nó báo cáo ra nó chưa đạt được so với mức dự báo thì có thể có nghĩa là cái uh, tình hình phát triển công ty nó đang rất là kém đúng không ạ? Nó chưa có thể là đạt được. Hoặc nếu mà nó vượt mức dự báo thì có nghĩa là cái tình hình hoạt động phát triển của công ty nó đang rất là tốt. Đó tiếp theo là ví dụ như là các về cái định tính đúng không ạ? Ví dụ về định tính như là thương hiệu này hay lợi thế cạnh tranh này, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta muốn tìm hiểu về một cái tập đoàn công nghệ để chúng ta đầu tư đúng không ạ? Thì chúng ta luôn luôn là tìm những cái tập đoàn công nghệ có cái thương hiệu lớn, ví dụ như Microsoft này, Apple này, đúng không ạ? Đấy đều là những cái tập đoàn có những cái thương hiệu lớn mà nó phủ rộng và những cái thương hiệu đấy thì nó hầu như là đi sâu vào lòng con người chúng ta rồi ai cũng biết rồi đúng không ạ? Đó. Để chúng ta có thể phân tích để chúng ta có thể là đưa ra được những cái gọi là con số hay là đưa ra những cái những cái dữ liệu đến với những cái sản phẩm đúng không ạ? Để bây giờ để các anh chị khi chúng ta tham gia đầu tư ở trên thị trường, chúng ta có rất là nhiều những cái tập đoàn rất là nhiều những cái công ty hiện tại đúng không ạ? đang vốn hóa đang niêm yết các cái cổ phiếu ở trên sàn quốc tế để chúng ta tham gia đầu tư vào. Đó. Thế nên là với mỗi cái tập đoàn hay với mỗi cái doanh nghiệp thì chúng ta đều phải kết hợp giữa hai cái định lượng và cái định tính này để chúng ta đưa nhận, nhìn nhận ra được cái xu hướng phát triển của cái tập đoàn đó có tốt hay không. Từ đó đưa ra quyết định đó là sở hữu cổ phiếu của họ đầu tư hoặc là chúng ta đưa ra quyết định đầu tư trong ngắn hạn hay là dài hạn. Đó, đều dựa vào cái này. Đây, kết hợp định lượng với định tính. Đó. Thông thường thì khi phân tích các doanh nghiệp chúng ta hay phân tích kết hợp đó, định lượng và định tính từ các xu hướng phát triển của tập đoàn đó ví dụ như đấy từ các xu hướng phát triển tập đoàn trong tương lai kết hợp với các cái chỉ số như EPS hay chỉ số EP để đưa ra một cái xu hướng phát triển tổng thể và từ đó đưa ra cái quyết định nắm giữ hay không với các cổ phiếu của các tập đoàn hay là nắm giữ với thời gian bao lâu chiến lược đầu tư ngắn hạn hay là trung hạn đó như các anh chị tham gia đầu tư ở DKJ đã ai đã đầu tư rồi thì mọi người đều biết chúng ta có ba cái xu hướng đầu tư đúng không ạ ngắn hạn dài hạn và trung hạn Đúng không ạ, thường thì ngắn hạn thì chúng ta thường đầu tư vào những cái thương vụ như báo cáo tài chính hay ra mắt cổ tức Đó, chi, xin lỗi là chi trả cổ tức, báo cáo tài chính hay ra mắt sản phẩm mới Đó đều là những cái thời điểm mà những cái cổ phiếu những cái tập đoàn để nó tăng trưởng đột biến Đúng không ạ Vâng, thì với những cái thời điểm đó thì chúng ta tham gia đầu tư vào thì cái lợi nhuận của chúng ta cũng khá là ổn Trong khi là cái uh, rủi ro chúng ta khá là thấp Đó, nhưng mà cái thời gian chúng ta phải bỏ vào để theo dõi thị trường nó khá là nhiều đó, chúng ta phải phân tích và chúng ta lựa chọn cái thời điểm tham gia vào thời điểm như thế nào để chúng ta có thể là thu được cái, cho mình những cái lợi nhuận tốt nhất. Vâng. Và còn một yếu tố nữa ở trong phân tích cơ bản, đó chính là giá trị thực hay còn gọi là nội tại. Vâng. Một trong những giả định của phân tích cơ bản đó chị đó chính là giá trị ở trên thị trường chứng khoán không phản ánh đầy đủ giá trị thực của một cái cổ phiếu của một công ty hay là một cái doanh nghiệp. Đúng. Đây thì nó đều là một trong những cái vấn đề mà thường xuyên ở trên thị trường rồi. Bởi vì là khi uh, hiện tại ở trên thị trường ấy, chúng ta thì có rất là nhiều những cái sản phẩm nó cổ phiếu, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu hiện tại nó đang không nằm ở cái mức giá trị thật của nó. Đó. Như vừa nãy tôi vừa nói đến cái vấn đề là định tính và định lượng đúng không ạ? Cái định tính và định lượng này nó cũng giúp cho chúng ta có thể đo lường ra được cái giá trị thực của một cái cổ phiếu. Đó. Bởi vì là có cổ phiếu thì nó đang mức giá trị của nó đang nằm thấp hơn với cái so với giá trị thực của nó và có cái cổ phiếu là mức cái giá trị thật của nó hiện tại này đang cao hơn với giá trị thực của nó đó và tại sao lại vậy đúng không ạ? với như giả sử như vừa đầu tiên đây có câu hỏi là doanh nghiệp nào liệu doanh nghiệp có đang xào nấu số liệu hay không đó thì như tôi đã giải thích là xào nấu số liệu để làm gì? Có một số doanh nghiệp họ xào nấu cái số liệu để họ kích cầu đưa cái giá cổ phiếu của họ nó tăng trưởng vượt mức, tăng trưởng vượt mức và nó đi lệch khỏi cái giá trị thực là cái nội tại của nó. đó. Trong ngắn hạn các giá trị cổ phiếu đấy có thể chênh lệch đáng kể khỏi giá trị hợp lý, nhưng trong lâu dài chúng đồng hành với nhau. đó. Không ai biết bao lâu là lâu dài. thực sự có thể là vài ngày hoặc là vài năm. đó đúng ạ, không? không chúng ta không ai có thể biết là trong khoảng thời gian bao lâu thì cái cổ phiếu đó sẽ quay trở lại với cái giá trị thực của nó, đúng ạ. Khi chúng ta đo lường được cái giá trị thực rồi thì chúng ta sẽ đo lường ra được cái uh, xu hướng, đúng ạ. Chúng ta sẽ đưa quyết định đưa ra được cái xu hướng để chúng ta đầu tư một cái sản phẩm cổ phiếu đó. Nhưng mà với một cái giá trị thực này, thì nếu mà ví dụ đại như đợt vừa rồi đại dịch Covid, đúng ạ, thì chúng ta ai cũng biết là hầu như là cái đại dịch Covid đợt vừa rồi nó ảnh hưởng hầu như đến tất cả các cái doanh nghiệp hay đến các cái tập đoàn trên toàn thế giới nó làm cho tất cả các cái giá trị cổ phiếu của các cái doanh nghiệp hay tập đoàn nó giảm xuống một cái mức đáy rất là thấp đúng không ạ nó có nghĩa vào thời điểm đó nó đã giảm thấp hơn so với giá trị thực của một cái doanh nghiệp hay tập đoàn đó và cũng không ai biết được là chúng ta không ai có thể đưa ra được gọi là cái chắc chắn rằng là trong khoảng thời gian bao lâu nó sẽ quay trở lại cái giá trị thực của nó nó sẽ tăng trưởng và phục hồi trở lại đó bởi vì là hiện tại cái đại dịch covid thì trên thế giới vẫn họ tất cả các quốc gia ở trên thế giới vẫn chưa kịp kiểm soát được đúng không ạ? Cho nên chúng ta chưa thể định tính chưa thể đo lường được là làm thế nào phải đến thời gian bao lâu để các cái giá trị cổ phiếu này nó có thể quay trở lại giá trị thực. Đó, trong khi là có một số tập đoàn họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đại dịch COVID, họ cũng cái cổ phiếu của họ cũng đã tăng trưởng quay đầu trở lại và cũng uh, vượt và trở lại quay lại với giá trị thực mà thậm chí còn vượt qua cái giá trị thực của nó. đó. Cho nên ở đây nó có hai vấn đề đó chính là chúng ta không thể ước tính được cái giá trị nội tại của chúng ta đang đang có là chính xác hay không đó và chúng ta không biết là bao lâu thì cái cổ phiếu đó mới quay về được đúng với giá trị nội tại đó đó là hai cái vấn đề mà chúng ta chưa thể nhìn nhận được ra ở cái trên cái thị trường này vâng bởi vì là mọi tất cả những anh chị đây ai đã từng tham gia đầu tư ở thị trường thì mọi người đều biết là với uh, ở trên thị trường thì không có điều gì nó là một trăm phần trăm đó thị trường luôn đúng chỉ có nhà đầu tư của chúng ta là luôn sai thôi đó vậy nên là chúng ta luôn luôn phải áp dụng những cái công cụ những cái kiến thức của chúng ta đó hay là những phân tích cơ bản này này đó chúng ta áp dụng những cái kiến thức của chúng ta để làm sao phân tích các cái con số những cái dữ liệu làm sao đưa ra được một cái con số nó sát thực nhất với cái giá trị của thị trường để chúng ta có thể để đưa ra cái quyết định tham gia đầu tư như thế nào để cho hợp lý vâng đó là cái tất cả những cái uh, bản chất của cái uh, phân tích cơ bản. Vâng. Và đây thì chúng ta sẽ đi đến một số ưu điểm của phân tích cơ bản đúng không ạ? Đó. Bởi vì là khi đã là một cái phương pháp chính ở trên thị trường đúng không ạ? Chứ ở trên thị trường thì các anh chị đều biết là có hai cái luồng phân tích chính khi các anh chị đầu tư ở thị trường này. Một đó là phân tích kỹ thuật, hai là phân tích cơ bản. Đó. Vậy thì nó đã là một trong những cái phương pháp phân tích chính để giúp cho các anh chị các nhà đầu tư đưa ra được cái xu hướng để nắm giữ cái sản phẩm của tiềm năng ở trên thị trường thì đó phải là một trong những phương pháp hiệu quả. Đó. Thì đã là một cái phương pháp hiệu quả thì nó phải có những cái ưu điểm riêng, những cái đặc tính, những cái đặc điểm riêng của nó. Vâng. Vậy thì ưu điểm của phân tích cơ bản là gì? Đầu tiên, ít căng thẳng, tâm trí thoải mái và tối ưu hóa được thời gian. Đúng không ạ? Bởi vì là tất cả các cái nguồn phân tích các cái nguồn thông tin bây giờ để các anh chị phân tích thì hiện nay nó đều được là công bố minh bạch ở trên các cái trang uh, báo đúng không ạ chúng ta có thể lựa chọn những cái trang thông tin có những cái nguồn thông tin uy tín được uh, niêm yết và được uh, kiểm duyệt qua những cái cơ quan uh, tài chính uy tín để chúng ta đưa ra cái luồng phân tích đúng không ạ ví dụ như là hiện nay thì có một số trang như là investing đó hay là cà phê đó đều là một số trang để chúng ta có thể đưa ra lựa chọn những cái để tìm hiểu về những cái thông số, những cái thông tin của một cái tập đoàn một cách là rất là chính xác cái thứ hai là uy tín. Đó. Và để đưa ra một cái cách phân tích đấy thì chúng ta cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian bởi vì là khi chúng ta chỉ cần là qua một hai trang thông tin là chúng ta đã phân tích và đưa ra được một con số rồi. Đó nó không quá nhiều tốn nhiều thời gian như chúng ta phân tích kỹ thuật. Với phân tích kỹ thuật thì chúng ta luôn luôn phải để ý nhìn biểu đồ bởi vì là thị trường nó luôn biến động. Cứ thị trường càng cứ biến động mới thì sẽ có những cái xu hướng mới đó còn như phân tích cơ bản thì chúng ta dựa vào các cái nguồn thông tin để chúng ta đưa ra được một cái xu hướng tổng thể với một cái sản phẩm đấy, cổ phiếu của một cái doanh nghiệp hay một tập đoàn nào đó tại vì là chúng ta đưa ra được cái xu hướng chúng ta biết được là trong tương lai đợt này nó sẽ ra mắt cái sản phẩm gì đúng không ạ cái xu hướng kinh doanh của nó như thế nào đó để chúng ta có thể dựa vào đó chúng ta đưa ra cái uh, phân tích rõ ràng nhất với một cái xu hướng phát triển của một tập đoàn vâng đây tiếp theo là một ưu điểm nữa là có thể quản lý được với số tiền lớn hoặc rất lớn vâng bởi vì là khi chúng ta các anh chị thấy bởi vì là khi chúng ta phân tích cơ bản như Dồn nguyễn đã nói là chúng ta phân tích vào tất cả những cái yếu tố tổng thể của thị trường từ cái kinh tế này văn hóa này chính trị này đó hay là thời những cái tin tức về ảnh hưởng giữa là quân sự, chính trị giữa hai quốc gia cũng có thể là ảnh hưởng đến cái xu hướng phát triển của một tập đoàn. Đúng không ạ? Đó. Từ những cái xu hướng rộng đấy thì chúng ta có thể đưa ra được những cái xu hướng đầu tư dài hạn. Hầu như là với cái chiến lược đầu tư dài hạn thì chúng ta đều là lựa chọn về phân tích cơ bản, chứ còn ít rất ít các anh chị thì có thể là lựa chọn về phân tích kỹ thuật. Bởi vì phân tích kỹ thuật chỉ giúp cho chúng ta đưa ra được một cái xu hướng đúng trong một khoảng thời gian ngắn thôi đó bởi vì nó dựa luôn luôn dựa vào những cái biến động dữ liệu lịch sử để đưa ra được cái xu hướng đó. Còn uh, phân tích cơ bản là chúng ta là phân tích dự đoán gần như là chúng ta là dựa vào những cái uh, phân tích các con số những cái dữ liệu để chúng ta đưa ra một cái dự đoán tổng thể trong tương lai là với một cái chiến lược đầu tư dài hạn thì chúng ta có thể là đầu tư với một số tiền lớn. đó ví dụ như khi các anh chị đầu tư ở thị trường này đi, đó các anh chị đầu tư vào uh, chứng các uh, cổ phiếu của mỹ thì theo thống kê từ năm 2010 đến bây giờ đó thì gần như là 100% cổ phiếu Mỹ các doanh nghiệp tập đoàn đã được niêm yết ở trên sàn quốc tế thì nó đều có sự tăng trưởng năm nào cũng tăng trưởng tối thiểu là 30% đó thì từ đấy là từ một cái nguồn thông tin đấy thì chúng ta cũng đã có thể đưa ra được một cái phân tích đó là hầu như cổ phiếu của các cái công ty hay tập đoàn của Mỹ nào mà xét theo một cái xu hướng của năm nó xuống dài hạn nó đều tăng trưởng hết vậy là chúng ta đầu tư theo một cái xu hướng năm đó, chúng ta có thể lựa chọn những cái tập đoàn nào có xu hướng nó phát triển mạnh hơn một chút Thì chúng ta lựa chọn vào để chúng ta nắm giữ Thì để đều chúng ta sẽ chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận Đó, bởi vì là 100% nó tăng trưởng mà Đó, quan trọng là cái lợi nhuận đấy nó có cao hay là thấp hay không thôi Đó Và tiếp theo là có nhiều bằng chứng khoa học Vâng, đó Như John Nguyễn đã nói là dựa vào những cái thông tin đúng không ạ Dựa vào được những cái con số, những cái dữ liệu như chỉ số PE hay là EPS để chúng ta đưa ra thì đấy đều là những cái bằng chứng rất là có rất là nhiều những cái bằng chứng để chúng ta có thể là đưa ra những cái dẫn chứng đi đến một cái kết quả đó cái kết quả là gì kết quả đó là cái xu hướng hay là cái sản phẩm tiềm năng ở trên thị trường đó vâng thì ở đây thì để nhưng mà một có một cái hạn chế đó là để khi phân tích cơ bản thì tất cả các anh chị chúng ta phải nắm được những cái thông số, những cái số liệu hay những cái chỉ số ở trên thị trường. Ví dụ như là chỉ số FPS chẳng hạn. Đây là một cái chỉ số đánh giá về lợi nhuận của một cái cổ phiếu nhất định. đó Hay là chỉ số PE, chỉ số PE để chúng ta là đo lường cái giá trị thực của một cổ phiếu. đó Đây là chỉ ví dụ là hai cái chỉ số cơ bản thôi. Nó còn rất là nhiều những cái chỉ số nữa. Vậy nên là để vào phân tích cơ bản thì các anh chị sẽ phải là đầu tiên tập hợp cho mình những cái kiến thức về cái những cái thông số thị trường đó, những cái thông số nó ảnh hưởng đến những cái hoạt động kinh tế, tôi xin lỗi là hoạt động phát triển của những cái công ty đó. Như những cái con số như báo cáo doanh thu này, đấy thu nhập trong hàng tháng này, hàng năm này, hay hàng quý này, đấy thì chúng ta phải nắm được những cái gọi là định nghĩa cơ bản của nó. Thì khi chúng ta tổng hợp nó lại và chúng ta sâu chuỗi với nhau thì chúng ta mới đưa ra được một cái kết quả chính xác nhất, một cái lựa chọn chính xác nhất. Đó chứ còn chúng ta không thể là áp dụng phân tích cơ bản để phân tích qua loa được. Bởi vì nếu mà chúng ta phân tích qua loa thì nó sẽ làm mất đi cái tác dụng tốt nhất của cái phân tích cơ bản này. Đó, và nó nếu mà phân tích qua loa thì nó cũng sẽ không phải là một trong những một trong hai cái phương pháp phân tích quan trọng nhất mà áp dụng trực tiếp ở trên cái thị trường này. Vâng. Tiếp theo đó là nhược điểm của phân tích cơ bản. Vâng nhược điểm phân tích cơ bản thì đây là hầu như là do các nhà phân tích kỹ thuật có chỉ trích về phân tích cơ bản về việc là không tối ưu được thời gian mua và nắm giữ cổ phiếu nhằm tăng lợi nhuận. Vâng và tất nhiên cũng có nhà đầu tư có thể kết hợp hai cái phương pháp phân tích này với nhau. Vâng. Và với Dôn Nguyễn thì Dôn Nguyễn không đi theo cái xu hướng tiêu cực bởi vì là cái xu hướng tiêu cực này nó sẽ tồn tại trong uh, hai cái nhóm người. Một nhóm là các nhà phân tích là chỉ tin tưởng vào phân tích cơ bản còn một nhóm các nhà phân tích là họ chỉ tin tưởng và họ thần thánh hóa cái phân tích kỹ thuật vâng còn với John nguyên là John nguyên lựa chọn đưa ra cái quyết định lựa chọn là kết hợp cả hai bởi vì là với mỗi đáng là hai phương pháp đúng không? như dồn nguyên nói đã là mỗi phương pháp đưa ra là hai phương pháp chính chúng ta sử dụng ở trong cái kênh đầu tư này để chúng ta giúp chúng ta phân tích đưa ra cái xu hướng biến động của các sản phẩm mã sản phẩm ở trên thị trường này thì nó phải là những cái phương pháp có hiệu quả nhất định và cũng đã mang lại những cái thành tựu nhất định cho các nhà đầu tư rồi. Thế nên phương pháp nào nó cũng đều có cái sự quan trọng riêng của nó và có những cái ưu điểm riêng của nó. Vậy nên để tốt nhất thì chúng ta nên là kết hợp hai cái phương pháp này với nhau. Và theo Dôn Nguyễn và theo cái kinh nghiệm mà tôi đã đầu tư ở trên thị trường này, cũng tôi là một nhà phân tích, một chuyên gia, cũng là một nhà đầu tư thì theo kinh nghiệm của tôi thì hầu như là nếu mà ai ấy, kết hợp được là hoàn hảo giữa hai cái phương pháp từ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thì người đó luôn luôn là những người đưa ra được những cái xu hướng chính xác nhất ở trên thị trường đó vâng và thuyết thị trường thì có đưa ra thuyết thị trường có đưa ra phân tích đưa ra cái giả thuyết là kể cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật thì cũng chả có ích gì bởi vì là không vượt trội được qua thị trường à, vâng thì cái này thì luôn đúng rồi đúng không ạ bởi vì là tất cả kể cả hai phương pháp phân tích cơ bản và phương pháp phân tích kỹ thuật thì nó cũng không bao giờ chúng ta có thể dựa vào đó để đưa ra được một cái xu hướng chắc chắn 100% đối với một cái sản phẩm đúng không ạ bởi vì là trên thị trường này thì không bao giờ có cái độ chính xác tuyệt đối đó và cái sự luôn đúng thì nó chỉ là thị trường thị trường luôn đúng chỉ có nhà đầu tư chúng ta sai thôi đó thế vậy nên các nhà đầu tư chúng ta phải luôn luôn đó hoàn thiện cho mình những cái kiến thức luôn luôn cập nhật cho mình những cái kiến thức ở trên thị trường đó không để cho mình được gọi là lạc hậu như ở trên thị trường người ta gọi là phải bắt chen ấy. luôn luôn bắt chen với thị trường đó để luôn luôn là đưa ra cho mình được những cái phương pháp phân tích tốt nhất để giúp cho các anh chị có thể là đưa ra được những cái xu hướng chiến lược tốt nhất đầu tư để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm tiềm năng đầu tư thu được cho mình những cái lợi nhuận tốt nhất đó và những cái sự thất bại chỉ dành cho những người bảo thủ mà thôi đó thế nên là với lời khuyên của john nguyễn thì chúng ta là tốt nhất là chúng ta nên kết hợp giữa hai cái phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nó sẽ rất là hiệu quả nếu mà ai mà có kết hợp được nhân nhuyễn giữa hai cái phương pháp này đó các anh chị cũng có thể lựa chọn vâng và để uh, nắm được Cái uh, những cái uh, kỹ năng cơ bản hay là kỹ năng chuyên sâu của phân tích cơ bản cũng như là của phân tích kỹ thuật thì các anh chị có thể là theo dõi và tham gia những cái lớp học của chơi bởi vì là khi các anh chị tham gia đầu tư với chơi thì DKJ sẽ luôn luôn là có những cái lớp học đúng không ạ? Cũng như tại đây thôi. Đây có ở trên lớp học này có một số các anh chị là đăng ký và chưa tham gia đầu tư đúng không ạ? Nhưng mà các khi các anh chị tham gia đầu tư thì DKJ sẽ luôn luôn là sẽ có tổ chức những cái lớp học nhằm nó là hoàn thiện những cái kỹ năng trang bị thêm những cái kiến thức cho các anh chị để các anh chị hoàn thiện cái kiến thức của mình khi các anh chị tham gia đầu tư trên thị trường đó từ các cái cách phân tích thị trường này cho đến là những cái chủ đề đang hot ở trên thị trường cũng như là các lớp học dạy về phân tích kỹ thuật hay là phân tích căn bản Đấy, cơ bản còn ngày hôm nay thì John Nguyễn ở đây cũng chỉ là để nói ra gì cũng để đưa ra khái quát và tổng quan về cái phân tích cơ bản này điểm yếu và điểm mạnh của nó để các anh chị chúng ta có thể nhìn nhận ra được rằng là đã là một trong những cái phương pháp phân tích chính ở thị trường thì nó luôn luôn có những hiệu quả nhất định và chúng ta luôn luôn có thể tận dụng của nó để áp dụng được vào những cái uh, kinh nghiệm của chúng ta khi chúng ta tham gia đầu tư trên thị trường. Vâng. Và và đây DKJ thì luôn sẵn sàng đồng hành cùng với các nhà đầu tư đó ở trong mọi thời điểm đó. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn hỗ trợ hùng hậu và các chuyên gia cao cấp và đã được đào tạo chuyên sâu từ quốc tế thì DKJ luôn cung cấp đến cho các nhà đầu tư những sản phẩm tiềm năng ở trên thị trường nhằm mang lại lợi nhuận tốt nhất cho các anh chị tạo nền tảng cho sự hợp tác lâu dài với DKJ cùng với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Vâng, đó. Thế nên là các anh chị luôn luôn yên tâm rằng khi các anh chị mới tham gia đầu tư ở DKJ đúng không ạ? Mọi người cũng đều đưa ra câu hỏi là bây giờ có sản phẩm nào tốt có sản phẩm nào tiềm năng để ch lựa chọn đầu tư hay không đó thì các anh chị nên nhớ là đề cháy luôn luôn có những cái đội ngũ các chuyên gia các nhà phân tích hùng hậu ở phía sau để luôn luôn là đưa ra phân tích cập nhật những cái xu hướng thị trường cập nhật những cái biến động thị trường để tìm ra những cái sản phẩm tiềm năng nhất để cung cấp đến với các nhà đầu tư đó còn à, với những cái phương pháp vừa nay như là John Nguyễn nói thì các anh chị có thể tự áp dụng để tăng kiến thức cho mình đó còn à, nếu mà các anh chị nào mới tham gia vào thị trường mà chưa tự tin thì các anh chị có thể lựa chọn những cái sản phẩm tiềm năng mà DKJ cung cấp cho bởi vì là cứ đến những cái thương vụ nào tiềm năng thì DKJ luôn có các bạn support ạ. gửi thông tin thương vụ kèm theo là một cái bản kế hoạch chi tiết với một cái thương vụ đầu tư vào một cái sản phẩm nhất định đó ví dụ là một mã cổ phiếu nhất định của một uh, tập đoàn đó đang có tiềm năng phát triển tốt ở trên thị trường vâng và để uh, áp dụng luôn thì đây Dôn Nguyễn sẽ giới thiệu cho các anh chị luôn một cái thương vụ đầu tư rất là hot trong đầu cái thời gian thời điểm là nửa tháng đầu của tháng 12 cũng như là một trong những thương vụ hot nhất trong cuối năm 2020 này và John Nguyễn cũng xin chia sẻ luôn cái thương vụ này đến với các anh chị để mong sao là các anh chị sẽ có những cái thương vụ đầu tư cuối cùng của năm 2020 thu về cho mình những cái lợi nhuận tốt nhất ở trên thị trường. Vâng, thương vụ chia cổ tức của tập đoàn Walmart Vâng, nếu mà các anh chị nào mà đang làm việc ở cái lĩnh vực bán lẻ thì chắc chắn hẳn đấy ạ. Ai cũng sẽ không lạ gì với cái thương hiệu này đúng không ạ? Walmart là thương hiệu của tập đoàn bán lẻ lớn nhất. Một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới. Đó. Vâng, tên công ty, tên tập đoàn đó là Walmart Inc. Đó, lĩnh vực kinh doanh là siêu thị bán lẻ. Quốc gia đó là Hoa Kỳ. Vâng, mắt niêm yết ở trên uh, sàn đó là VKT. À, tôi xin lỗi là VKT. MT nha WMT đó còn nếu mà mã niêm yết ở trên MT4 ấy thì đó là WNT US chúng ta thêm đuôi US viết tắt của USA đấy của Mỹ đấy vâng hiện tại thì ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 12 thì giá niêm yết của một cổ phiếu quân mắc ở trên sàn chứng khoán đó chính là 150,05 đô la Mỹ trên một cổ phiếu vâng và khi các anh chị tham gia đầu tư ở thị trường qua DKJ được hỗ trợ đòn bẩy với giá trị là 1 phần 50 đó thì uh, giá trị một cổ phiếu chỉ còn lại là 3,3 đô la Mỹ. Đó, chỉ với 3,3 đô la Mỹ thì các anh chị đã có thể sở hữu một cổ phiếu của tập đoàn mắc rồi. Vâng. Và vào ngày mùng 10 tháng 12 sắp tới đây thì uh, tập đoàn Wonmax sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông của mình cũng như là các nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu của Wonmax. Đó, với giá trị đó là 0,56 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Đây cũng là một trong những giá trị cổ phiếu khá là lớn. Vâng. Thì hầu như ở đây thì hầu như hẳn là tất cả các anh chị cũng đều biết rồi đúng không ạ? Hôm nay thì cũng đến thời điểm là cuối năm rồi, cũng sắp đến những cái ngày lễ lớn ví dụ như Noel hay là Tết Tây, Tết Dương lịch. Đó, như ở nước ngoài thì ở đây là ở bên châu Mỹ và châu Âu đúng không ạ? Họ chỉ ăn theo Tết Dương lịch thôi. Đó, chỉ có Việt Nam mình là Tết cổ truyền, đó là Tết âm lịch. Vâng. Và hiện nay là cũng là tháng cuối cùng của trong năm rồi, tháng 12 rồi. Đó thì uh, như các anh chị ở đây hẳn các anh chị cũng đã biết thì cứ đến cuối năm chúng ta lại thường là đi mua sắm rất là nhiều đúng không ạ thứ nhất là chúng ta thay mới lại những gọi là cái đồ dùng dụng cụ ở trong gia đình là một đó cái thứ hai chúng ta mua sắm để chuẩn bị cho một cái dịp lễ đón chào năm mới đó hay là đón chào Giáng sinh đó thế nên là cái lượng lượng mua sắm của chúng ta trong những cái ngày Tết đúng không ạ rất là nhiều hầu như là À, chúng ta bây giờ đi làm thì một số các anh chị rất là sợ các ngày Tết bởi vì là cứ đến ngày lễ Tết là chúng ta là phải mua sắm rất là nhiều đúng không ạ đó không phải chỉ chúng ta mua sắm để dành cho gia đình mà chúng ta mua sắm để còn đón tiếp những cái khách đến chơi nhà chúng ta đó thì à, ở châu Âu hay châu Mỹ cũng thế thôi cứ đến những cái dịp lễ Tết đấy thì cái lực mua sắm của họ sẽ tăng lên rất là nhiều đó thế nên là cái vào những cái thời điểm này thì doanh thu về những cái siêu thị bán lẻ những cái tập đoàn Walmart này nó sẽ tăng rất là khủng. Đó. Thì chưa cần đến những cái thời điểm đó là chia cổ tức thôi, chỉ cần vào những cái thông tin là gần về thời điểm cuối năm này, này thì doanh thu đi nó sẽ rất là khủng, nó sẽ chảy về với những cái tập đoàn bán lẻ này. Đó. Thì doanh thu khủng về thì đồng nghĩa với cái gì? Hệ quả của nó chính là cái giá trị cổ phiếu nó sẽ tăng trưởng rất là tốt bởi vì là cái giá trị tập đoàn cái xu hướng tập đoàn phát, phát triển cực kỳ tốt trong cái giai đoạn cuối năm với những cái tập đoàn bán lẻ đúng không ạ thì với cái xu hướng cái tập đoàn nó phát triển tốt như vậy cái giá, giá trị cổ phiếu tăng trưởng tốt như vậy thì hiện tại thì đây chính là một trong những cái thời điểm rất là tiềm năng để chúng ta nắm giữ rất là đẹp để chúng ta nắm giữ cổ phiếu của những cái tập đoàn bán lẻ này đó thế nên là ngoài chỉ cần ngoài cái việc là chia cổ tức ra thì việc nắm giữ đầu tư vào cái cổ phiếu của những cái tập đoàn bán lẻ trong cái thời điểm này nó đã là một cái lựa chọn rất là đúng đắn của các nhà đầu tư hiện nay rồi. Đó. Đây. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, thông báo chi trả cổ tức vào ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020. Đó. Thì uh, theo uh, lịch của Việt Nam thì đúng vào ngày mùng 10 tháng 12 năm 2020 thì những anh chị nào đang đầu tư vào DKJ, đó đang nắm giữ cổ phiếu mắc thì trong giờ hành chính là mọi người có thể nhận được rồi nhé. Khoảng đến 8 giờ là khi mọi người từ nhà lên công ty thôi là mọi người đã có thể nhận được tiền chi trả cổ tức chi trả về trên tài khoản giao dịch của các anh chị rồi. Nếu các anh chị đã lúc đó đang sở hữu uh, cổ phiếu của mắc qua DKC. Vâng. Đây. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, chỉ số FPS. đấy. Nó và cái uh, báo cáo doanh thu của tập đoàn mắc trong khoảng thời gian vừa qua. Đó, từ cái khoảng thời gian là đầu năm cho đến giờ. Đó. Đầu năm thì do một thời điểm ảnh hưởng của đại dịch Covid ở năm vào tháng 2 này, này đó thì cái giá trị của nó là cái báo cáo doanh thu của nó là hơi thấp. Nó thấp hơn dự kiến một chút. Đó, dự báo một chút. Nhưng mà các anh chị có thể thấy đây. Đó. Vào cái thời điểm đó là từ tháng 5 trở lại đây thì vẫn là do ảnh hưởng đại dịch Covid nhưng mà cái doanh thu của cái tập đoàn Walmart này so với mức dự báo nó đều vượt trội so với mức dự báo, nó ít nhất là một đấy cho đến 3 hoặc 4 tỷ đô đấy ạ, vào thời điểm tháng 8 thì nó vượt trội đến hàng 3 tỷ đô. Đó. Đấy còn uh, trung bình là thường là gần 2 tỷ đô. Vượt uh, mức so với cái uh, mức dự kiến. Thì chúng ta có thể thấy là riêng là về cái doanh thu thông thường của những cái tập đoàn Walmart, tập đoàn bán lẻ nó đã cực kỳ lớn rồi đúng không ạ? Ở trước các anh chị đã từng tham gia lớp học với John Nguyễn cũng đã chia sẻ một số cái doanh thu của một số tập đoàn. Ví dụ tập đoàn Apple đúng không ạ? Tập đoàn Apple sản xuất ra dòng điện thoại iPhone. Hiện nay đang là tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới. Thì doanh thu của nó cũng chỉ đạt đến mức là 59 tỷ đến hơn 60 tỷ đô la Mỹ thôi. Đây thì doanh thu của tập đoàn Walmart này nó đã gấp đôi so với là những cái tập đoàn công nghệ rồi. Có thể chúng ta nhìn thấy cái nền tảng phát triển của nó rất là lớn. Và chúng ta cũng phải biết là cái nhu cầu đi mua sắm của con người đúng không ạ? chỉ cần là khi chúng ta tồn tại chúng ta sống thôi là chúng ta phải đi mua sắm rồi đúng không ạ chúng ta mua sắm những cái thiết trang thiết bị này những cái sản phẩm cung cấp thiết yếu cho cuộc sống cung ứng thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta thường ngày thôi đó. ngày nào thì hầu như là cứ ra đường là chúng ta phải tiêu tiền đúng không ạ ai ngày hầu như ngày nào ai cũng phải đi mua sắm đó như dồn Nguyễn như tôi thì hầu như ngày nào tôi cũng phải vào siêu thị đó thì không mua cái này cũng mua cái kia Hôm thì mua khẩu trang đúng không ạ? Hôm thì mua chai nước, đó. Hôm thì uh, đi chợ, hôm thì uh, mua bao thuốc lá, đó. hầu như ngày nào tôi cũng là đi siêu thị. Thế nên là mọi người biết là cái nhu cầu thiết yếu của con người, nó nó rất là lớn. Thế nên nhất là vào những cái thời điểm như cuối năm hay những dịp lễ tết này thì nhu cầu mua sắm của con người chúng ta lại càng mạnh. Vậy nên là vào cái thời điểm này thì chúng ta đầu tư vào những cái tập đoàn bán lẻ này lại là một trong những tập đoàn thương hiệu lớn trên toàn thế giới nữa thì nó là một trong những lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Vâng. Và đây là một cái bản kế hoạch dự kiến đầu tư vào cổ phiếu của Walmart với số vốn là 100.000 đô mà John Nguyễn vừa làm đây. Đó, với mức quản trị vốn đó là 10 giá. Đó, số lượng cổ phiếu chúng ta nắm giữ là 10.000 cổ phiếu. Vâng. Và cái lợi nhuận chúng ta đầu tư trong thương vụ này thì John Nguyễn chỉ đưa ra một cái tăng trưởng dự kiến thôi. Nó là tăng trưởng với mức 3 giá thôi. Đó. Thì các anh chị đã có thể thu về cho mình lợi nhuận đó là 35% trong khoảng thời gian đó là 7 ngày đầu tư đó tính từ ngày hôm nay đó đây là cái mức dự kiến tăng trưởng dự kiến nhé thì như các anh chị nào đã từng đầu tư cũng biết rồi đó Duân Nguyễn luôn luôn đưa ra những cái mức tăng trưởng tối thiểu của nó nhé đó còn nếu mà thị trường biến động đẹp hơn thì các anh chị sẽ có những cái lợi nhuận lớn hơn rất nhiều nhưng mà Duân Nguyễn cố tình muốn đưa ra cái lợi nhuận tối thiểu để các anh chị có thể nhìn nhận rõ nhất cái lợi nhuận của mình ít nhất các anh chị sẽ thu được cái lợi nhuận như vậy đó vâng và trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu của Walmart thì các anh chị cũng có thể là lướt sóng thêm một chút về dầu để chúng ta tối ưu hóa lợi nhuận. Đó. Chúng ta với mức vốn trăm 000 đô, các anh chị mua 10.000 thùng dầu, đúng không ạ? Vâng, chỉ cần mức tăng dự kiến là hai đô la Mỹ trên một thùng thôi thì chúng ta đã thu thêm được 20.000 đô rồi. Đó, một cái lợi nhuận cũng rất là lớn, đúng không ạ? Đó đó là cái phương pháp để chúng ta là tối ưu hóa cái lợi nhuận trong cái quá trình các anh chị tham gia đầu tư. Vâng. Và đây là một cái bản kế hoạch với mức 400 trăm ngàn đô thôi nhé. Còn các anh chị nào thì có những cái mức vốn khác thì với mỗi các nhà đầu tư khác nhau. Với tùy vào cái điều kiện của các anh chị thì mọi người sẽ có những cái mức vốn khác nhau để chúng ta tham gia đầu tư. Vậy nên là với những cái mức vốn khác nhau thì các anh chị có thể kết nối trực tiếp với các bạn support để được cấp cho mình những cái bản kế hoạch chi tiết nhé. Hoặc là các anh chị có thể kết nối trực tiếp với John Nguyễn với số điện thoại đó là 0903 179635. Đó các anh chị có thể kết bạn Zalo luôn với Dôn Nguyễn qua số này. Zalo Dôn Nguyễn lúc nào cũng để là online 24/24 /24 để hỗ trợ các anh chị một cách tốt nhất. Đó. Vâng. Và, và bây giờ thì sẽ là thời điểm mà Dôn Nguyễn sẽ bỏ ra một chút thời gian để giải đáp một số câu hỏi của các anh chị. Đó, trong cái quá trình lớp học diễn ra mà cái thư ký của Dôn Nguyễn đã tổng hợp ở đây. Đó vâng đầu tiên là chị gạo Kim Anh đúng không ạ chị đưa ra câu hỏi là tham gia DKJ thì có được hỗ trợ chiến lược đầu tư không chuyên gia à vâng để giải đáp được câu hỏi của chị Kim Anh là khi chị tham gia đầu tư với DKJ thì luôn luôn được hỗ trợ những cái chiến lược đầu tư tốt nhất nhé với những cái sản phẩm tiềm năng ở thị trường lúc tại thời điểm đó đó thế nên là chị hoàn toàn yên tâm chị có thể là kết nối trực tiếp với các bạn support của mình để nhận được những cái chiến lược hoặc là kết nối với những cái chuyên gia ở trong uh, cái uh, group đó nếu mà chị tham gia group của chuyên gia nào thì mình có thể kết nối trực tiếp với chuyên gia đó hoặc là nếu mà chị ở trong group của John Nguyễn thì có thể kết nối trực tiếp với John Nguyễn để được hỗ trợ về những cái chiến lược đầu tư tốt nhất nhé. À vâng, chị Vân đưa ra câu hỏi là cuối năm thị trường không ổn định có nên đầu tư không chuyên gia? À vâng thưa chị Vân là thực ra là để nói về cuối năm thị trường không ổn định thì hầu như lúc nào thị trường cũng không ổn định chị ạ. Đó với thị trường thì nó luôn luôn là biến động. Đó nên nhưng mà thị trường luôn luôn là biến động và nó cũng luôn luôn tồn tại những cái cơ hội để chúng ta tham gia đầu tư thu lợi nhuận. Đó nhất là vào thời điểm cuối năm đúng không ạ? Nó có thể là không ổn định với một số tập đoàn. Đó nhưng mà với một số tập đoàn như Walmart đây, như Dôn Nguyễn vừa cung cấp cái sản phẩm cho các anh chị đúng không ạ? Một tập đoàn bán lẻ, doanh thu của nó sẽ rất là lớn vào thời điểm cuối năm. Đó thế nên là cái sự phát triển nó rất là mạnh. Từ đó để chúng ta có thể đưa ra nó rất là tiềm năng trong cái thời điểm này để chúng ta có thể tham gia vào nắm giữ cổ phiếu của nó. Vâng. Anh Đặng Thái đưa ra câu hỏi là thị trường đơn giản không ạ? À vâng thì uh, câu hỏi của anh Đặng Thái thì đơn giản nhưng mà để trả lời thì nó rất là khó anh nhé. Thì uh, thì anh Đặng Thái là với thị trường thì không bao giờ là đơn giản anh nhé. Bởi vì nó là một cái cây thị trường nó luôn luôn biến động đúng không ạ? Nó luôn luôn tồn tại hai cái đó là một cơ hội, cái thứ hai là cái rủi ro. Đó quan trọng là chúng ta sẽ có nhìn nhận ra được cái rủi ro và nắm bắt được cái cơ hội hay không thôi. Đó, thế nên là thị trường không bao giờ là đơn giản cả. Nếu thị trường đơn giản thì hầu như tất cả các nhà đầu tư chúng ta tham gia đều thắng, đều thắng lợi rồi, đúng không ạ? Thế nên là anh tặng Thái nên uh, khi chúng ta tham gia đầu tư thị trường thì đầu tiên chúng ta luôn luôn phải có tâm lý lạc quan. Cái thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị cho mình những cái chiến lược đầu tư tốt nhất, đấy những cái nguồn kiến thức tốt nhất và những người hỗ trợ tốt nhất để giúp anh có thể là tham gia đầu tư trên thị trường phong tránh khỏi những cái rủi ro và nắm bắt được những cái cơ hội để giúp anh thu được những cái lợi nhuận tốt nhất ở trên thị trường. À vâng, anh Bùi Trọng Liễu đưa ra câu hỏi là lấy số liệu phân tích của các cái tập đoàn ở đâu? À vâng, chúng ta có thể lấy số liệu phân tích như vừa nãy John Nguyễn vừa nói là chúng ta có thể lấy số liệu ở trên những cái trang thông tin đó uy tín được các cái thông tin trên đó đều được gọi là kiểm qua kiểm duyệt của các cái cơ quan tài chính lớn trên toàn thế giới. Vâng, ví dụ như hôm nay thì John Nguyễn sẽ giới thiệu với các anh chị một trang thông tin đó chính là investing.com. Đây, đây chúng ta có thể vào, đây ví dụ với tập đoàn Walmart luôn đi, là chúng ta đang nói về thương vụ Walmart. Đây, đây đúng không ạ, chúng ta có thể nhìn thấy vừa hôm qua thì Walmart có cái xu hướng đó là giảm điều chỉnh với mức là giảm 2 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Đây, đó và hôm nay thì lại đang có xu hướng tăng đây, các anh chị nhìn đây. Đó, đây là chúng ta là thông tin cơ bản đấy nhá vừa vào các anh chị có thể nhìn thấy đây tên tập đoàn Woodmark NC mã niêm yết VKMT đó VKMT đấy WMT đây niêm yết ở sàn Nai đó giá trị đang là 150,52 đó ngày hôm qua giảm hai giá đó tiếp theo là những cái số liệu khác nhá đây dữ liệu lịch sử các anh chị có thể vào xem dữ liệu lịch sử đây đó dữ liệu lịch sử là cái dữ liệu biến động của quân trong khoảng thời gian vừa qua đó các anh chị có thể nhìn thấy thống kê từ tháng 3 trở lại đây thì quân luôn luôn tăng trưởng đúng không ạ đó từ thời điểm tháng 3 đây quân thì chưa bao giờ có thời điểm là giảm đấy tính theo thống kê là một cái dài xu hướng dài hạn đây từ 141 đấy 142 tăng trưởng đến 150 đó các anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ tiếp theo chúng ta có thể đưa ra đây tìm hiểu các cái thông số Đấy. Đây là báo cáo thu nhập của Walmart đây trong khoảng thời gian vừa qua. Là chúng ta có thể xem nhiều hơn. Đó. Đấy các anh chị có thể thấy không ạ? Đó các chị có thể thấy đây chỉ số EPS đây. Các số liệu chúng ta đều có thể là tìm hiểu được hết ở trên này. Đấy đây còn dòng tiền này, tỷ lệ này, cổ tức này, đúng không ạ? Bảng cân đối kế toán này. Đó. Là phân tích kỹ thuật này, các mẫu nến này, đây còn cái ước tính đồng thuận này ước tính đồng thuận là cái uh, xu hướng đấy đầu tư của các chuyên gia trên toàn thế giới. Đây, hiện nay ở đây đang có là tổng là 33 nhà phân tích thì trong đó là 27 nhà phân tích đưa ra đó là xu hướng là mua. 5 nhà phân tích là trung tính là đang phân vân giữa mua và bán. Một nhà phân tích là đưa ra xuống là bán. Đó, xu hướng mua thì với cái mức giá lý tưởng nó sẽ đạt đến là 175 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Đó từ qua đó thôi là chúng ta đã có thể đưa ra được một cái xu hướng là hiện chúng ta có thể nhận định ra được là hiện nay cái cổ phiếu của Walmart đang rất là tiềm năng rồi đúng không ạ? Đó. Đó đây là một trong những cái trang thông tin cơ bản để các anh chị có thể tập hợp cái nguồn thông tin để chúng ta phân tích về thị trường. À vâng chị, anh Phú có đưa ra câu hỏi là giải thích cho tôi về chỉ số PE và EPS với. À vâng, thì để phân tích về hai cái chỉ số này thì nó có lẽ cần phải một lớp học cơ anh ạ đó nhưng mà để dôn nguyễn thì có thể là đưa ra cái định nghĩa cơ bản của hai cái chỉ số thôi đó là chỉ số pe để anh có thể xác định được giá trị thực của một cổ phiếu còn chỉ số eps là anh có thể đo lường được cái lợi nhuận trên một cổ phiếu của một cái tập đoàn nhất định đó đấy là đấy là hai cái khái niệm cơ bản của hai cái chỉ số này nhé đây là hai những hai chỉ số rất là quan trọng trong cái uh, phương pháp phân tích cơ bản này đấy Thế nên là nếu mà anh Phú chưa biết Thì về mình có thể là lên tìm hiểu Ở những cái trên Google Đó chúng ta đọc để tìm hiểu Để uh, hiểu cái định nghĩa của nó Hiểu cái ý nghĩa của nó để giúp cho anh uh, đưa ra Những cái phương pháp phân tích uh, cơ bản tốt Ở trên thị trường ấy nhé À vâng chị Thảo đang uh, có mức vốn Nó là 10.000 đô và muốn đầu tư vào mã nào Vâng chị đầu tư luôn vào nguồn mắc này đi đó đây hiện nay thì đây đang là một trong những mã cổ phiếu tiềm năng nhất rồi à vâng anh tiền có đưa ra câu hỏi khá là hay tôi thấy forex giờ báo chí nói không đáng tin bị các sàn thao túng cổ phiếu thì sao thưa chuyên gia à vâng thưa anh tiền là thế này với thị trường forex forex là một trong những thị trường lớn nhất trên toàn thế giới thế nên là sẽ không có sàn nào có thể thao túng được cái thị trường forex này cả anh nhé Vậy nên chỉ là có một số đơn vị không uy tín thôi Một số đơn vị như các sàn chui hay là hoạt động trái hợp pháp thì họ không uy tín Thì chúng ta tham gia đầu tư vào mới xảy ra những cái vấn đề rủi ro thôi Chứ còn chúng ta đầu tư vào những cái nhà môi giới uy tín ấy Thì anh yên tâm là hoàn toàn là ở bất kỳ thị trường nào nó đều công bằng cả cả cổ phiếu Thì như các anh chị biết là với cổ phiếu quốc tế thì với những cái tập đoàn lớn Với những cái giá trị của nó lên hàng trăm tỷ đô đúng không ạ Đấy thì có ai có ai dám đứng ra đúng không ạ? Đúng không ạ? Các anh chị có thể thấy là không có thể có một đơn vị nào có thể đứng ra để có thể là thao túng được cả cái thị trường uh, cổ phiếu quốc tế cả. Đó thế nên là về cái vấn đề đó là minh bạch và ở trên thị trường đó thì các anh chị uh, luôn luôn có thể uh, hoàn toàn tin tưởng nhé. Minh bạch và công bằng là luôn luôn. Các anh chị luôn luôn hoàn, hoàn toàn có thể là tin tưởng với cái thị trường quốc tế bởi vì là với một thị trường lớn thì không bao giờ xảy ra cái hiện tượng là cá mập thao túng. Đó Vâng và cũng để đây nhân tiện nói về một số các cái sàn uy tín thì các anh chị có thể nhìn đây đấy các anh chị nhìn ngay trên investing thôi một trang tra khảo chứng khoán uy tín trên toàn thế giới đây thì ở đây nó cũng niêm yết các cái logo của các sàn chứng khoán uy tín mà chúng ta có thể tin tưởng để tham gia đầu tư đúng không ạ các sàn môi giới uy tín đây đó chúng ta có thể nhìn thấy DKJ luôn nằm trong đây nằm trong top đây đấy bắt đầu với các nhà môi giới hàng đầu trong ngành DKC thì luôn luôn nằm trong uh, top những nhà môi giới hàng đầu rồi. Đó, nên anh chị có thể hoàn toàn uh, lựa chọn những cái nhà môi giới được niêm yết ở trên này để chúng ta giao dịch rất là công bằng, rất là uy tín ạ. À, anh chị Thảo đưa ra câu hỏi là quản trị như thế nào cho hợp lý về chuyên gia? À, với cái phương pháp thì quản trị thì nó có quản trị rủi ro và quản trị vốn chị nhá Thì cái này nó đều nằm trong cái bản kế hoạch của DKC cung cấp cho các anh chị khi tham gia đầu tư trên thị trường với một cái sản phẩm nhất định rồi Thế nên là chị Thảo có thể kết nối trực tiếp với bạn support của mình để được hỗ trợ nhé à, Vâng anh Đại thì anh bảo anh hiện nay đang có khoảng 500 triệu nên đầu tư như thế nào hiệu quả và an toàn Vâng anh Đại có thể kết nối trực tiếp qua Zalo với tôi đi 0903179635 để được cung cấp những cái bản kế hoạch trực tiếp nhé hoặc là anh có thể kết nối với bạn support của mình để được hỗ trợ À vâng chị Tâm Nguyễn bảo bây giờ chị muốn tham gia mã này có kịp không? Chị ơi bây giờ đang là thời điểm rất là đẹp rồi. Hiện nay thì mình chị Tâm Nguyễn tôi nhớ ông nhầm là đã vào vốn rồi. Hiện nay thì chị mua luôn đi. Đó nếu mà mình đang chưa nắm giữ thì mình nắm giữ luôn đi để chúng ta nhận cổ tức trong ngày mùng 10 này chị nhé. À vâng. Hiện nay thì cũng là hết những cái các câu hỏi của các chuyên gia. À tôi xin lỗi của các nhà đầu tư đưa ra rồi. Đó thì Dôn uh, Nguyễn cũng xin phép đó là kết thúc cái buổi học ngày hôm nay tại đây. Đó. Thì uh, các anh chị nào còn những cái thắc mắc Hay còn những cái câu hỏi nào Có thể đưa ra câu hỏi Thì có thể kết nối trực tiếp Zalo với Dôn Nguyễn Với uh, số thuê bao đó chính là 0903 179 635 Để được hỗ trợ trực tiếp Những cái chiến lược của Dôn Nguyễn trực tiếp nhé Đó Thì Zalo uh, lô của Dôn Nguyễn luôn luôn là để sáng Luôn luôn online on 24 trên 24 Vâng Và đến bây giờ thì cũng thời gian kia của lớp học cũng đã kết thúc rồi Đấy thì uh, Dôn Nguyễn xin chúc tất cả các anh chị Các nhà đầu tư nào đã tham gia vào lớp học sẽ tập tổng hợp cho, cho mình những cái kiến thức tốt nhất để chúng ta tham gia đầu tư trên thị trường thu về cho mình những cái lợi nhuận tốt nhất. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái buổi học tiếp theo của Duân Nguyễn. Vâng, xin chân thành cảm ơn.